Xin chào tất cả quý vị khán giả của Thăng Long TV Go. Hôm nay tôi đang có mặt tại di tích lịch sử nhà tù Chợ Chu của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Và bây giờ tôi sẽ đưa quý khách vào trong khu di tích nhà tù này xem để cho quý vị mọi người biết được về địa danh nơi đây. Khi tôi đến đây thì đã là buổi trưa rồi và bây giờ tôi sẽ đi vào bên trong, phía trong để xem những chứng tích còn lại của nhà tù thời Pháp. Nhà tù này nằm ngay ở trong trung tâm của thị trấn Định Hóa, thị trấn Chợ Chu. Khi mà bọn thực dân Pháp nó đến Việt Nam ấy thì đây, nó mở ra rất là nhiều các nhà tù. Và ở ATK, ở khu ATK Định Hóa này có nhà tù Chợ Chu. Từ phía ngoài đường để đi vào trong này là 370 m. Quý vị đi không đi ô tô lên đây được, cũng không đi xe máy được, mà phải đi bộ leo lên trên quả đồi này. Dường như những khu di tích như thế này thì có ít người đi, rất ít người đi lại và để hoang tàn rất là nhiều. Không có một bóng người. Ở bên trên kia chính là những phế tích của nhà tù còn sót lại. Sự tàn ác của thực dân Pháp. Đi ở trên này không cẩn thận là sẽ có rắn. Và đây chính là những cái phế tích của nhà tù còn lại ở đây. Quý vị có thể nhìn thấy rất hoang sơ, hoang tàn và đổ nát. Ngày xưa thì đấy, chúng nó, những thằng Tây mũi lõ đến đây nó đã xây dựng những nhà tù như thế này để nó hành hạ dân tộc của chúng ta. Này rất rộng quý vị ạ, toàn bộ nằm khu này. Tôi chưa tìm thấy một cái bia nào ở đây để tố cáo về tội ác của thực dân Pháp. Một mình ở trong này cũng hơi choáng choáng. Bởi vì với một cái không gian âm u như thế này, kể ra có một người bạn nào ở đây đồng hành cùng thì tôi sẽ lên được tít ở trên những cái ngôi nhà còn sót lại như kia để xem sự tàn khốc, tàn ác của thực dân Pháp như thế nào. Bọn chúng xây dựng cái nhà tù ngay ở bên trên của một cái đỉnh đồi như thế này và toàn bộ bên trên này. À đây, và cuối cùng thì tôi đã đi đến được, ôi, trơn quá, cũng đã đi đến được một cái bia. Phế tích còn ở bên trên. Thăng Long TV Go đi dọc theo con đường xuyên Việt thì đến đây vào buổi trưa. Đây, quý vị có thể nhìn thấy đây là cái cổng. Đấy, còn nguyên cái logo mỏ neo của bọn chúng này. Là sơ đồ khu di tích. Di tích nhà tù Chợ Chu đã xếp hạng quốc gia do thực dân Pháp xây dựng năm 1916 và xây dựng lại kiên cố năm 1942. Đây là nơi giam cầm một số chiến sĩ yêu nước của khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917, Yên Bái 1930, Bắc Sơn 1940. Tháng 8 năm 1943, 100 tù chính trị từ nhà tù Sơn La bị đưa về nhà tù Chợ Chu. Trong nhà tù thành lập chi bộ Cộng sản với 15 đảng viên do đồng chí Trần Danh Tuyên, Song Hào là bí thư. Các chiến sĩ Cộng sản tổ chức nhiều cuộc đấu tranh buộc bọn cai ngục phải nhượng bộ, biến nhà tù thành trường học cách mạng, biểu diễn văn nghệ, ra báo, thông ngàn, tuyên truyền vận động binh lính và quần chúng. Ngày 2 tháng 10 năm 1944, 12 đảng viên đã vượt ngục Chợ Chu thành công. Đây là lực lượng chủ yếu
lập chiến khu Nguyễn Huệ và căn cứ Tân Trào để tháng 5 1945 đón Bác Hồ từ Bắc Bó trở về Tân Trào lãnh đạo tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8. Đấy. Quý vị có thể nhìn thấy sự tàn ác, khốn nạn của thực dân Pháp. Chúng giam cầm các chiến sĩ cách mạng của chúng ta. Và đây chính là văn bia di tích lịch sử nhà tù Trại Chu. Nằm ngay ở trên đỉnh đồi này. Nhà tù Trại Chu thuộc xã Bảo Cường, nay thuộc thị trấn Trại Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, do thực dân Pháp xây dựng từ năm 1913 để giam giữ những người yêu nước và cách mạng. Tại đây, ngày 2 tháng 10 năm 1944, chi bộ nhà tù do đồng chí Song Hào làm bí thư đã phối hợp với Cứu Quốc Quân tổ chức cho 12 đảng viên trong chi bộ vượt ngục thành công về Thái Nguyên và các vùng lân cận lãnh đạo phong trào cách mạng. Đấy, như quý vị có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh nơi đây. Tường kia quý vị có thể nhìn thấy vẫn còn nguyên. Vì ở đây người ta dường như người ta đang để rất là hoang tàn nên tôi không thể đi lên trên đó được. Dã man và tàn bạo của thực dân Pháp. Đấy. Chúng đi qua đây chỉ là để chơi. Đấy, như một số con giận đấy. Chúng bảo là đến đây chỉ là để chơi thôi. Pháp nó đến đây chơi. Đấy, chúng nó đến đây chúng xây nhà tù này. Nó xây nhà tù để nó nhốt các chiến sĩ yêu nước của chúng ta. Toàn bộ vào bên trên kia, bức tường thành vẫn còn. Quý vị có thể nhìn thấy. Nó tra tấn, dã man. Sự dã man và tàn bạo của thực dân Pháp. Thế mà có những cái kẻ lật sử nói rằng Pháp chỉ mượn đường để đi qua Việt Nam để đánh Trung Quốc. Rất khốn nạn. Là những phế tích còn, những chứng tích còn nguyên vẹn về cái cổng của nhà tù. Rằng các cụ nhà mình ngày xưa rất khổ, bị giam cầm nhưng bằng một cái ý chí sắt đá và đã thành lập chi bộ đảng ở đây. Bên trên là phế tích phòng giam và trại giam. Nhờ công ơn cách mạng mà chúng ta đã có được ngày hôm nay. Tôi hy vọng là những cái khu nhà tù như thế này sẽ được cải tạo để làm nơi mà giáo dục cho các thế hệ thanh niên của Việt Nam hiểu biết thêm được về lịch sử đau thương của dân tộc. Một trong những điểm di tích lịch sử trong khu ATK của Định Hóa, xin gửi tới quý vị những hình ảnh của nhà tù Trại Chu. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Thị trấn này thay đổi nhiều chú nhỉ.